Mình sẽ tra cứu là máy hút bụi nhé. Máy hút bụi này. Đó, ngay lập tức cái công cụ ChatGPT sẽ thực hiện tra cứu ngay cái phần máy hút bụi, đưa cái thông tin rõ nhất, nhanh nhất, ưu nhược điểm và các loại máy phổ biến như thế này. Đó, các bạn có thể thấy rằng đây này, nó sẽ hiển thị rất là đầy đủ. Xin chào tất cả các bạn nhé. Như các bạn đã biết, cái trình duyệt Safari ở trên điện thoại iPhone thì các bạn không còn xa lạ gì nữa rồi. Hôm nay vẫn cái trình duyệt Safari ở trên điện thoại iPhone thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đưa cái công cụ, cái ứng dụng ChatGPT vào cái trình duyệt Safari làm cái công cụ mặc định ở trên Safari. Đó thì những bạn nào mà quan tâm, các bạn muốn tra cứu những cái thông tin ở trên ChatGPT ngay trên Safari ấy, thì các bạn cùng tham khảo video này của mình nhé. Đầu tiên để mà đưa cái công cụ ở ChatGPT vào cái trình duyệt ở Safari làm cái trình duyệt mặc định ở trên Safari thì các bạn hãy thao tác như sau nhé. Thì đầu tiên các bạn hãy vào cho mình App Store nhé. Các bạn hãy tải cho mình cái ứng dụng là ChatGPT ở đây. Đó, các bạn tải về sau đó thì các bạn sẽ đăng nhập bình thường nhé. Các bạn đăng ký và đăng nhập bằng một cái tài khoản Gmail hoặc là các bạn đăng ký trực tiếp, đăng nhập trực tiếp vào tài khoản Google của các bạn. Sau đó thì các bạn đăng nhập bình thường. Đó, rồi. Tiếp theo này, khi mà các bạn đã thực hiện tải cái trình duyệt, tải cái ứng dụng ChatGPT, sau đó thì các bạn sẽ vào cho mình Safari này. Bây giờ mình sẽ tra cứu một cái thông tin và trước khi mình chưa đưa cái công cụ ChatGPT vào cái trình duyệt Safari này thì nó sẽ hiển thị như sau nhé. Ví dụ như mình sẽ nhập là máy hút bụi này. Đấy, hút bụi này. Đấy, thì đây là cái phần máy hút bụi. Nó sẽ hiển thị ra những cái phần giao diện như thế này nhé. Bây giờ mình sẽ đưa cái công cụ ChatGPT vào cái phần Safari như sau nhé. Thì tại cái phần là ô tra cứu này, các bạn chọn đây này. Đấy, các bạn sẽ nhấn vào cái phần có cái phần khung khung này này, gần cái phần ô tra cứu nhé. Các bạn chọn vào, các bạn nhấn vào phần quản lý phần mở rộng này. Đấy. Thì ngay lập tức thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có cái phần là tìm kiếm ChatGPT. Các bạn bật lên cho mình. Đó. Sau khi các bạn bật thì các bạn nhấn xong này. Rồi. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn tiếp vào phần là tìm bằng ChatGPT. Ở đây các bạn nhấn vào. Thì sẽ có câu thông báo là bật tiện ích mở rộng này thì sẽ chuyển hướng các cái truy vấn và các cái thông tin các bạn tra ở trên cái Safari đã chuyển thành mặc định là ChatGPT nhé. Các bạn nhấn xong này. Rồi, đấy thì các bạn sẽ thấy rằng khi mà các bạn sẽ nhấn cái phần là tên máy hút bụi thì những cái thông tin về máy hút bụi nó sẽ hiển thị ở đây. Máy hút bụi cầm tay nhẹ nhàng này, máy hút bụi không dây này. Nói chung là những cái tính năng hoặc là những cái loại máy hút bụi ấy thì các bạn sẽ thấy rằng nó hiển thị hết ở đây nhé. Đó. Và cuối cùng nó có cái phần là sao chép ở đây. Đấy, nếu các bạn muốn sao chép thì các bạn có thể sao chép để các bạn thêm vào những cái thông tin của các bạn. Rồi, mình sẽ thử lại cho tìm cho các bạn bằng một cái tên thông tin khác nhé. Mình sẽ chọn là mũ bảo hiểm đi. Mũ bảo hiểm 3/4 đi. Đấy, các bạn nhìn là nó đang tra cứu này. Rồi, đây là toàn bộ những cái thông tin về mũ bảo hiểm 3/4. Đó, thì các bạn có thể thấy rằng nó sẽ không hiển thị ra những cái trang để cho các bạn chọn mà nó sẽ đưa luôn cho các bạn vào những cái thông tin cụ thể nhất. Đó, những cái nội dung cơ bản nhất của cái sản phẩm mà các bạn muốn tra cứu. Đây, đấy, có những ưu nhược điểm của mũ 3/4 này. Đấy, những lưu ý khi chọn này. Đó, đây. Và sẽ đưa cho các bạn một số những cái mẫu mũ bảo hiểm. Đấy, thì các bạn có thể lựa chọn. Đấy, rất là nhanh. Đó, thì các bạn có thể cài cái ChatGPT vào cái trình duyệt mặc định của Safari như thế nhé. Còn trường hợp nếu các bạn muốn trở về cái trình duyệt Safari như ban đầu ấy, thì các bạn lại nhấn vào cái phần ô này này. Đó, cái phần là quản lý phần mở rộng này. Đấy, các bạn chỉ việc tắt đi là xong nhé. Các bạn tắt đi như thế này. Rồi, thì sau đó thì cái trình duyệt của các bạn nó lại hiển thị về cái tra cứu, hiển thị những cái trang như ban đầu nhé. Rồi, một vài bước đơn giản như thế thôi. Các bạn đã đưa cái công cụ ChatGPT vào trình duyệt Safari để các bạn tra cứu những cái thông tin trên trình duyệt. Và nếu các bạn thấy video của mình hướng dẫn hay, hữu ích, hiệu quả thì các bạn ủng hộ mình một nút like video.
Đồng thời, có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào, các bạn comment phía dưới phần bình luận video. Mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất nhé. Những bạn nào lần đầu ghé kênh của mình, các bạn ủng hộ mình thêm một nút đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông thông báo để không bỏ lỡ các cái video mình ra hàng ngày nhé.